3/2 gram ancol đơn chất, ancol đơn chất tác dụng với kali, kali giống như tác dụng với natri thôi, thu được 1/2 lít hydro ở điều kiện gì? Điều kiện chuẩn nha, biết điều kiện chuẩn không? Điều kiện chuẩn là chia bao nhiêu? 24/79 á. Còn điều kiện tiêu chuẩn thì chia bao nhiêu? 22/4. Nhớ cái chỗ này, điều kiện chuẩn là chia số này, còn điều kiện tiêu chuẩn là chia số này. Mày nhìn vô ăn con đơn chất đúng không? Đơn chất là mấy nhóm OH? 1 ROH cộng K y chang, thằng K vô, thằng H đi ra, ra ROK cộng H2 chọc mũi tên 1/2. Bắt đầu nhìn vô V này có chưa? V có rồi đúng không? Tính số mol nó đi, bấm V chia, ở điều kiện chuẩn thì chia 24/79. Nhiều 0 phớt. Ở đây nó ghi điều kiện chuẩn hay điều kiện, bấm thử cho lợi coi điều kiện tiêu chuẩn coi, chia cho 22/4 coi, ghi 0/05. Vậy ở đây mình cho nó điều kiện tiêu chuẩn đi. Đó. Đổi này là 22/4 ra 0.05. Ráp vô, để vô đúng vị trí nha, 0.05 nè. Muốn kiếm này đúng không? Nhân chéo chia ngang, nhân 1 chia cho 1/2, lấy 0.5 chia, bấm chia đàng hoàng. Chia 1/2. Bằng nhiêu? 0.01. Có số mol chưa? Có M lớn chưa? Xin lỗi, có M nhỏ chưa? Tính M lớn, động thức bằng M nhỏ chia N bằng bao nhiêu? 3.2 chia 0.1, bấm máy tính ra 32 dB VC. Thì mình biết M lớn này là gì? Là ROH đúng không? R này có chưa? Chưa biết thì bằng R cộng OH là bao nhiêu? 10. 17 bằng 32. Chuyển với đổi dấu ra R đi. Nhiêu? 35. 15. 15 là CH mấy? CH3, còn không dựa vô đây bấm máy tính luôn nè. Đây ra 32 đúng không? Lấy đáp án bấm máy tính. Bấm thằng này ra coi M lớn của thằng câu A là bao nhiêu. Bấm thằng M lớn của câu B ra bao nhiêu. Bấm M lớn của câu C ra bao nhiêu. Nào ra 32 chọn.